Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày 23 tháng 2 năm 2021. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, chủ trì hội nghị. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định đã triển khai kế hoạch cuộc Tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bổ của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu, tính toán chỉ tiêu thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương GRDP năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc, so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc tổng điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo. Đối tượng điều tra là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn, gồm cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Cuộc tổng điều tra áp dụng 22 loại phiếu bằng hình thức trực tuyến, sử dụng trang web hoặc phỏng vấn trực tiếp. Thời điểm tiến hành thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021. Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Số liệu sơ bộ được công bố vào tháng 12 năm 2021 và kết quả chính thức tổng điều tra được công bố vào tháng 2 năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đánh giá, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Vì vậy, các đơn vị cần bám sát nội dung kế hoạch tổng điều tra. Trên cơ sở hướng dẫn về công tác tuyên truyền của Ban chỉ đạo, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh yêu cầu Cục Thống kê và Sở Nội vụ tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch chung cho hai cuộc tổng điều tra nhằm đảm bảo cuộc tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, yêu cầu, mục đích đề ra. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay 23 tháng 2, các cơ sở chữa bệnh trong tỉnh không tiếp nhận cách ly thêm trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong ngày hôm nay có 5 trường hợp hoàn thành cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện tại có 7 trường hợp đang thực hiện cách ly theo dõi tại các cơ sở khám chữa bệnh, 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh, 8 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly khách sạn Hội An, huyện Vụ Bản, 109 trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú, 1.957 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong số 52 trường hợp F1 tại tỉnh, có 30 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, 22 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong ngày hôm nay, 23 tháng 2, có 13 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh lấy 2 mẫu xét nghiệm mới và đang thực hiện xét nghiệm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong điều kiện tỉnh Nam Định chưa có bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng, để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tích cực chủ động phòng chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động giáo dục trong trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID trong điều kiện bình thường mới, từ khi có ca bệnh COVID-19 xuất hiện tại Hải Dương, Quảng Ninh thời điểm giữa tháng 1 năm 2020, Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định đã kích hoạt lại công tác phòng chống dịch. Theo đó, hàng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều được kiểm soát thân nhiệt, đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học và sát khuẩn tay.
Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hạn chế học sinh giữa các lớp khác nhau có sự giao lưu, đồng thời kiểm soát lượng khách ra vào trong khuôn viên nhà trường. Thì trước mắt về mặt về tư tưởng thì làm tốt tư tưởng cho tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong và học sinh là thấy được cái mức độ nguy hiểm của đợt dịch bệnh lần này để tất cả các học sinh phải nâng cao được ý thức và tuyệt đối là không được đến các địa phương đang xảy ra dịch và ít di chuyển, và nếu có sự di chuyển thì phải có sự khai báo y tế. Còn về phía học sinh ấy, thì để phòng chống dịch bệnh thì nhà trường có rất nhiều các biện pháp. Biện pháp thứ nhất ấy, là trước khi đến trường thì phụ huynh học sinh phải đo thân nhiệt của học sinh. Sau đấy là học sinh khi đến trường thì phải đeo khẩu trang trên toàn bộ là tuyến đường từ trường, từ nhà đến trường, cũng như trong tất cả các tiết học đều phải đeo khẩu trang. Và đến cửa lớp thì phải khử khuẩn và tiếp tục là ghi thân nhiệt, đo nhiệt độ và ghi thân nhiệt vào trong sổ nhật ký và ký xác nhận là nhiệt độ của mình là hiện tại thời điểm đến trường là như thế nào. Thứ hai nữa là trong tất cả các giờ ra chơi thì hạn chế cái việc di chuyển tiếp xúc giữa các lớp để đảm bảo an toàn được các người ra vào trong nhà trường. Thì trước mắt là ngay cổng bảo vệ đã quyển sổ ghi nhật ký theo dõi người ra vào trường cũng như là địa chỉ liên hệ với ai, nhiệt độ thân nhiệt bao nhiêu để đảm bảo được là không có người ho sốt có thể được vào trường. Về vấn đề là vệ sinh các lớp thì mỗi một ngày thì nhà trường đều tổ chức vệ sinh các lớp 1 đến 2 lần. Sau khi kết thúc các buổi học, tất cả mọi người đến lớp thì đều đeo khẩu trang trong ngoài giờ và trong giờ học. Và sau đó thì trước khi vào lớp bọn con đều có diệt khuẩn tay và đo nhiệt độ và có ghi chép đầy đủ. Bọn con có một bạn sẽ đi đo nhiệt độ cho từng bạn một theo bàn và sau đó là ghi chép lại. Sau đó thì mình sẽ điền lại vào cái danh sách này ạ. Thì nếu như mình có bạn nào mà có nhiệt độ cao hơn bình thường thì bọn con sẽ báo cáo luôn về lại cô giáo chủ nhiệm. Các thầy cô thì có dặn dò bọn con trước Tết là hạn chế đi ra ngoài và tụ tập. Và ra Tết khi đến trường thì bọn con nên hạn chế tiếp xúc với các lớp bên ngoài để có thể kiểm soát được bệnh dịch tốt hơn. Bên cạnh đó, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án về dạy học trực tuyến, chuẩn bị cho các tình huống và mức độ dịch bệnh khác nhau để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên hiện nay, dù ngành y tế, ngành giáo dục tỉnh đã có những chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng trong số 753 cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, vẫn có những trường còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện như chưa chuẩn bị hợp lý về số lượng máy đo thân nhiệt, khẩu trang, công tác phòng chống dịch chưa trở thành hoạt động hàng ngày, chưa chủ động được các phương án ứng phó khác nhau trong phòng chống dịch. Để tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã thành lập các đoàn kiểm tra đến kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục về công tác phòng chống dịch, từ đó có những đánh giá cụ thể về công tác phòng chống dịch trong các nhà trường, đồng thời hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong trường học. Toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 65.000 ha lúa. Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực gieo xạ đảm bảo đúng lịch thời vụ. Tạo việc làm cho phụ nữ tuổi trung niên. Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Nam Định. Tính đến ngày 22 tháng 2, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 65.000 ha lúa, bằng 90% kế hoạch, trong đó diện tích gieo xạ gần 41.000 ha. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cây trồng vụ xuân sinh trưởng tốt, diện tích lúa xuân gieo xạ sớm đã đạt từ 1,5 đến 2 lá. Để bảo đảm hoàn thành gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, xuống đồng gieo cấy hết diện tích lúa xuân trước ngày 25 tháng 2. Ngành nông nghiệp cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với các xã thị trấn kiểm tra, đôn đốc nông dân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa, đồng thời chú trọng các biện pháp tưới dưỡng để lúa phục hồi, bén rễ ngay sau cấy. Chủ động áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng ngay từ khâu chăm sóc. Tiếp tục phát động diệt chuột, ốc bô vàng bằng các biện pháp thủ công và thuốc hóa học khi kết thúc gieo cấy để bảo vệ cây trồng. Điều tiết nước hợp lý, làm tốt công tác dự tính dự báo các đối tượng sâu bệnh, tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, số lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021.
Tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, Ban Nông nghiệp địa phương đã đôn đốc bà con xã viên tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương bừa ruộng, san phẳng, điều tiết nước để cấy. Đến thời điểm này, toàn xã cơ bản đã hoàn thành việc gieo xạ, đảm bảo đúng lịch thời vụ. Theo kế hoạch của Ban Nông nghiệp xã Nam Hồng, vụ xuân năm 2021 có tổng diện tích khoảng 405 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích thực cấy là hơn 300 ha, với cơ cấu giống chủ yếu là Bắc Thơm số 7, chiếm 80%, còn lại là các giống BC, Q5, nếp N97. Năm nay, 100% diện tích ruộng cấy của xã Nam Hồng đều được gieo xạ bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 và đến nay cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo lịch thời vụ. Công tác phòng trừ sâu bệnh, côn trùng và động vật gây hại cũng được Ban Nông nghiệp xã tập trung chỉ đạo ngay từ đầu vụ bằng nhiều hình thức như đặt bả sinh học diệt chuột, kết hợp đánh bắt thủ công với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Hệ thống thủy lợi nội đồng cũng được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa để đảm bảo công tác tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tìm được việc làm đối với lao động nữ tuổi trung niên hiện nay là hết sức chật vật. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng lao động có độ tuổi từ 18 đến 35, thì tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản xuất khẩu Tấn Phát lại liên tục tuyển dụng và sắp xếp được việc làm cho nhiều lao động nữ đã qua thời tuổi trẻ nhưng lại chưa đến lúc có thể nghỉ ngơi với tuổi già. Do đặc thù sản xuất theo thời vụ, doanh nghiệp này không chỉ góp phần giảm áp lực tạo việc làm cho địa phương mà còn chung tay ổn định đời sống gia đình cho nhiều phụ nữ nông thôn khi sẵn sàng sẻ chia với hoàn cảnh riêng của mỗi lao động ở đây. Mới hoạt động được 4 năm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các loại nông sản như dứa, vải, xoài xuất khẩu sang châu Âu. Công ty Tấn Phát hiện có khoảng 150 lao động, hầu hết là phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 65. Không như những lao động của các doanh nghiệp khác, người lao động tại công ty Tấn Phát nếu có việc nhà có thể xin nghỉ và trở lại khi đã làm xong. Với bất cứ người phụ nữ nào ở nông thôn vốn đã phải luôn chân luôn tay vì không ít công việc đồng áng, gia đình rồi dòng họ, sự linh hoạt về thời gian lao động trong doanh nghiệp này đã tháo gỡ được cả một gánh nặng về kỷ luật lao động vẫn thường phải tuân thủ. Thu nhập thì đều do tùy mình, có thể mình đi sớm thì mức lương cao hoặc hàng thời kỳ nào mà dứa nó rộ lên, quả nó ngon thì mức lương tăng lên cao hơn. Còn cái khi mà dứa vào đầu mùa thì dứa nó nhỏ quả thì mức lương nó đều thôi, nhưng mà cũng giải quyết thu nhập trong gia đình là nhiều. Ở cái lứa tuổi như chúng tôi thì cái công việc này thì dễ làm, vừa kết hợp mà còn nghỉ được, chứ còn nếu mà đi công ty theo như lớp trẻ thì bọn tôi không theo được, mà cũng độ tuổi này cũng không, người ta cũng không nhận. Các chị mà khoảng 60 trên 60 là các chị vẫn làm tốt lắm đấy. Vùng nguyên liệu của công ty Tấn Phát trải rộng suốt từ Lào Cai đến Ninh Bình, Thanh Hóa, nhưng chủ yếu vẫn là Lào Cai. Hàng năm, doanh nghiệp thu mua khoảng 3.000 tấn nguyên liệu. Ở Lào Cai, trước đây loại cây trồng chủ lực là quế và sắn, nhưng trong 5 năm gần đây, diện tích sắn đã dần thu hẹp, nhường chỗ cho cây dứa, vốn thích hợp với vùng đất cao. Nhờ chế biến sâu, những loại quả chỉ có tại vùng khí hậu nhiệt đới đã nhanh chóng chinh phục được thị trường châu Âu, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động tại chỗ, theo mục tiêu đã được chính doanh nghiệp đặt ra ngay từ khi thành lập. Công ty nông sản Tấn Phát với mục tiêu là đặt ở vùng nông thôn, tận dụng cái lao động nhàn rỗi trong nông thôn, ý là độ tuổi từ 40 đến 60, độ tuổi nông nhàn, làm ruộng, và cho những ngày tháng nông nhàn thì công ty nông sản phát tận dụng cái lực lượng lao động đấy, vì có cái tính đặc thù của đơn vị, đấy là sản xuất theo vụ mùa. Tất nhiên bây giờ hiện nay là công ty đã sản xuất được khoảng 10 tháng trong vòng 1 năm, nhưng vì mang tính chất vụ mùa là mùa dứa nên là không trải đều, có lúc có thời gian là có nguyên liệu và có lúc thời gian là không có nguyên liệu, thì đấy cũng là một cái lợi thế cho công ty và cũng như là cho cái người lao động, vì những người lao động đấy là những người lao động mà phụ nữ đấy là người ta không đi đâu làm được và người ta có cái công việc gia đình, có công việc ở nhà nên họ cũng chỉ làm được một cái trong một cái một năm thì cũng chỉ làm được một cái phần thời gian nào đấy, lúc ở nhà có công có việc hay có gì thì người ta có thể nghỉ được. Đấy là cái mà lợi lớn nhất giữa người lao động và công ty Tấn Phát.
Với năng lực sản xuất như hiện nay, mỗi năm công ty Tấn Phát xuất khẩu trên dưới 150 container, đạt doanh thu 60 tỷ đồng và mức thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi người lao động vào khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng. Dù đã có thể mở rộng sản xuất, nhưng do không tìm đủ nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù công việc, doanh nghiệp này buộc phải giữ ở quy mô nhỏ. Nhưng mặt khác, đó cũng là một tín hiệu đáng lạc quan đối với những lao động nữ tuổi trung niên ở khu vực nông thôn, vì họ không những đã có thể tìm được công việc thích hợp mà còn trở thành lực lượng lao động cạnh tranh hơn trong xu thế phát triển chung. Tập đoàn VDMX vừa tổ chức lễ khai trương trung tâm phân phối dược phẩm VDMX Nam Định. Tiếp nối các thị trường khác trên cả nước, thương hiệu VDMX đã lựa chọn tỉnh Nam Định là điểm đến tiếp theo để khai trương trung tâm phân phối dược phẩm VDMX. Khi khách hàng tới trung tâm phân phối dược phẩm VDMX Nam Định muốn mua thuốc kê đơn mà chưa có đơn thuốc của bác sĩ, khách hàng sẽ được bác sĩ đến từ Bệnh viện Phổi Trung ương, bác sĩ của trung tâm phân phối dược phẩm VDMX Nam Định tư vấn kê đơn thuốc, giúp khách hàng hiểu đúng bệnh, sử dụng đúng thuốc cho bệnh của mình, đồng thời tiết kiệm được chi phí, thời gian cũng như sử dụng thuốc chính xác và hiệu quả. Đây là sự khác biệt nổi trội của VDMX Nam Định so với các cơ sở bán thuốc khác hiện nay chưa làm được. Đây cũng là sự cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định về bán thuốc có kê đơn tại trung tâm phân phối dược phẩm VDMX Nam Định, với mục tiêu quan trọng hơn cả là vì sức khỏe, sự an toàn của mỗi người dân và toàn cộng đồng. Tại trung tâm phân phối dược phẩm VDMX Nam Định, không chỉ dừng lại ở danh mục thuốc thiết yếu với 719 mặt hàng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất trong nước đáp ứng đầy đủ cho một bệnh viện đa khoa hạng 1, hạng 2, mà còn là sự hoàn thiện phần hạn chế của các cơ sở bán lẻ thuốc trên thị trường dược phẩm hiện nay, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đời sống, sự hiểu biết được nâng cao, có những yêu cầu chính đáng về sự chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, những khó khăn trong tìm kiếm các đơn vị cung ứng thuốc đủ tin cậy, từ khâu khám bệnh, điều trị, kê đơn, mua thuốc, tư vấn chuyên môn, theo dõi sức khỏe, đến việc đảm bảo chi phí cho các hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật. Làm theo Bác, Ban Công tác Mặt trận các địa phương thực hiện tốt tuyên truyền vận động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2021. Tình hình an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua các ban công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trước đây tại xóm 19A, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, đường nội đồng này nhỏ hẹp và lầy lội, nhà văn hóa xóm cũng xuống cấp. Năm 2010, thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóm 19A được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên, vì thiếu quỹ đất nên việc xây dựng gặp khó khăn. Thực hiện chỉ thị số 03 và nay là chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận xóm 19A đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm hiến đất và đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chúng tôi chọn cái nội dung là cái trách nhiệm cao, trách nhiệm với nhiệm vụ, thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Cụ thể là chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên, các đoàn thể, trưởng các đoàn thể của xóm là tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh hiện có gần 3.500 ban công tác mặt trận. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các ban công tác mặt trận luôn từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền vận động người dân đóng góp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Thường thường người ta vẫn nói với nhau rằng là mọi công việc, mọi việc làm, mọi ý thức nhận thức là cứ làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì tôi cho là đây là một cái tư tưởng chỉ đạo trong con người của họ. Còn đương nhiên cái việc làm thì nó thể hiện rất nhiều cái lĩnh vực. Tôi nói ví dụ về mặt sản xuất thì nhân dân nông chúng tôi là cái vùng nông nghiệp thuần túy, và trong sản xuất nông nghiệp thì hết sức khó khăn.
nhưng mà không vì những khó khăn đó mà người ta bỏ trắng ruộng. Đấy là một cái việc rất là cụ thể. Hay là bây giờ lao động ở nhà đây thì toàn là cái lớp già thôi, còn lớp trẻ thì anh chị em người ta đi làm công ty, nhưng mà các cụ già ở nhà cũng sẵn sàng một nắng hai sương để đi làm ruộng, để tạo điều kiện cho lớp trẻ đi làm công ty tăng thêm thu nhập. Hoặc là các hoạt động khác, từ các cái tổ chức đoàn hội cho đến các cái tổ chức lãnh đạo thì đều theo cái tấm gương của Bác mà làm, và đồng thời là có cái liên hệ. Ví dụ như làm được tốt thì biểu dương và làm chưa tốt thì nhắc nhở. Cho nên cái tạo thành cũng quan trọng nhất, chúng tôi thấy rằng tạo thành cái ý thức của nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, những người làm công tác dân vận, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thực hiện lời dạy của Bác, các ban công tác mặt trận tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 50% số xã thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban phản ánh tình hình tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp, công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ký giao ước thi đua năm 2021 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thành hội, đơn vị trực thuộc, ký giao ước thi đua giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn. Đến nay, các huyện, thành hội đã và đang tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở. Công tác tổ chức đại hội diễn ra đúng quy định, quy trình. Dự kiến đến hết quý 2 năm 2021, các xã phường thị trấn sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp hội đã tập trung các nguồn lực, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, tổ chức cho hội viên đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện, thành hội, đơn vị trực thuộc, ký giao ước thi đua giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn. Đối với chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đồn biên phòng trên địa bàn tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của hai ngành, của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng ở địa phương, góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tạo sức mạnh tổng hợp, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh của địa phương. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu tính từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bằng về số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra khép kín thời gian trên tuyến giao thông đường bộ, đường thủy 24/24 giờ, nắm chắc tình hình an toàn giao thông đường sắt toàn tỉnh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và giải quyết những tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra và đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe khách, xe taxi, xe tải vi phạm, xe chở quá tải trọng, các phương tiện thủy vi phạm về đăng ký đăng kiểm, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, xử lý 93 trường hợp, phạt tiền gần 58 triệu đồng, tạm giữ 23 phương tiện. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đã tăng cường kiểm tra tại những điểm đầu mối giao thông, cửa ô ra vào khu vực thành phố Nam Định, bến xe phía Nam, bến xe Nam Định. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở lái xe đảm bảo đúng tốc độ, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.